I see love here, I see smiles and laughter and cheer. Thì xin chào ông bà, con chú, anh chị. Bây giờ nhà Thúy đang ở trạm xe buýt và nhà Thúy sẽ đi đi dự lễ cưới của một chị đồng hương ở trên nhà thờ ở trên thủ đô Helsinki. Yuri quên mang cà vạt. Em Bon thì phun bộ từ trên xuống dưới, đồ rất là xịt, lịch sự luôn. Còn em Môn thì mặc đồ giống áo dài của mẹ. Vivi hôm nay xinh thế. Vivi ơi, Vivi mặc đồ Việt Nam xinh thế. Em Môn. Đó đó. Thôi đừng có đi chọc anh Bon nữa. Để cho anh Bon yên đi. Hai anh em đừng đi nhặt đá nha. Nè, anh Bon là full set ở trên xuống dưới luôn. Có chú anh chị mặc đồ rất là đẹp trai và lịch sự luôn. Tranh thủ mặc cái đồ này ngắn lắm rồi. Đồ này là Thúy mua 2 năm rồi đấy. Đốt mua rất là to. Bây giờ nhà Thúy đã trên tàu để đi con chú anh chị. Em Bon chọn em Bon có gì cho mà con chú xem. Em Bon mang tranh từ nhà em Bon vẽ để mang lên tặng cô chú ngày đám cưới và những cái tranh mặt trời. Nãy Yuri kêu không cho mang đi mà em Bon vẫn cứ mang đi cho mọi người. Tấm lòng của em Bon. Em Bon không ngủ chưa hả? Bây giờ nhà Thúy sẽ đi tàu tầm 20 phút nữa thì sẽ đến trung tâm bến tàu trung tâm của thủ đô Helsinki. Sau đó nhà Thúy sẽ bắt một trạm gọi là xe điện nhỏ để đi lên nhà thờ Thiên Chúa Giáo. Tại vì ở đây thì có rất là nhiều nhà thờ nhưng mà cũng có nhiều nhánh khác nhau thì nhà Thúy sẽ đi lên nhà thờ của Thiên Chúa Giáo và chú anh chị. Bon với Môn thích đi tàu lắm, tại vì được ngắm nhìn thoải mái như thế này. Tại vì đi ô tô thì phải ngồi thắt dây an toàn và ngồi một chỗ thôi, cứ nhìn thẳng. Còn đi tàu thì được nhìn thoải mái hơn. Hôm nay thì nhà Thúy không có đi ô tô, tại vì chút nữa lên Yuri có uống bia uống rượu thì vẫn có thể uống thoải mái và chơi nhiệt tình. Vì nếu mà đã đi lái xe ô tô thì không có được uống một ly rượu, dù chỉ là một ly nhưng mà cũng không được uống luôn. Ở đây là cái bến cảng mà mùa đông Thúy có dẫn em Bon mua lên đây, có ngắm vịt hồ á, cô chú anh chị. Và có đi trượt băng ở cái hồ này rồi á. Nhưng bây giờ mùa hè thì người ta lái du thuyền về đậu ở đây rất là dày như thế này. Mùa đông thì người ta sẽ mang du thuyền về. Và nhà Thúy đã đến cái bến tàu trung tâm thủ đô Helsinki rồi. Bây giờ cả nhà cùng đi bắt thêm một cái tàu nhỏ trong thành phố nữa. Hôm nay rất là đông người luôn. Tại vì cùng một lúc là những cái tàu to khác, những tàu du lịch từ những cái thành phố khác họ cũng vừa cập bến luôn. Cho nên là mọi người rất là đông đúc và đổ xô đến đây và cũng khá là ồn ào. Bây giờ nhà Thúy đang ở bến tàu trung tâm của thủ đô Helsinki. Và đây là phía trước, nhà Thúy sẽ chờ để bắt thêm một gọi xe điện trong thành phố để đi với quý vị. Em Bon thì lúc nãy trời nắng nên lấy cái tờ giấy này che xong nằm ngủ luôn. Em Môn thì mãi không chịu ngủ mặc dù em Môn bé hơn. Thì còn nói Yuri là chụp cho em tấm hình nhưng mà cuối cùng họ quay video mà quay không có cái gì, quay ngay cái thùng rác. Nhưng mà ở đây thì mọi thứ khá là sạch sẽ. Em Môn không có chịu ngủ và nằm tự bibo một mình như thế này. Thích quá. Bây giờ nhà Thúy đang ở nhà thờ của chú anh chị à, và em Bon ngủ chưa dậy, thương chưa? Còn Bibi, Bibi thả áo cưới này. Em Môn phá hết bức tranh của anh Bon rồi. Bon rất là buồn vì Môn phá mất bức tranh của anh Bon lúc anh Bon nằm ngủ. Sau khi làm lễ ở nhà thờ thì nhà sĩ sẽ di chuyển đến nhà hàng để ăn ở nhà hàng. Đây là một nhà hàng của Việt Nam, nhà hàng lớn nhất của thủ đô Helsinki của người Việt đó cô chú anh chị. Và cái nhà hàng này thì có hẳn một cái hồ cá phía trước luôn. Ở trong này thì mọi người có phục vụ rất là nhiều món khác nhau của có đồ đã chế biến sẵn hoặc có đồ chưa chế biến để cho mình đến chọn ấy. Nó thuộc là nhà hàng buffet, có cả sushi này, đồ Trung Quốc, đồ Nhật Bản, đồ Việt Nam hoặc là những cái đồ của những cái món người Tây hay ăn hay uống nữa. Và ngoài ra còn có cả nước uống rồi tráng miệng. Còn đây là cái quầy đồ tươi sống chưa chế biến thì mình có thể chọn đồ ăn, những cái món mà mình thích, xong đó đưa qua cái bếp bên kia thì sau khi họ chế biến thì họ sẽ đưa đến tận bàn cho mình. Hoặc là thỉnh thoảng sẽ có những cái món mà bếp tự quay như thế này, như là thịt bò, và họ mang đến cho từng bàn, họ coi có bàn nào ăn thì họ phục vụ ấy. Vì cuối tuần thì cái vé cuối tuần thì
cũng là buffet nhưng mà có thêm những cái món tươi sống thì giá nó sẽ cao hơn một chút, nhưng mà tính ra nó cũng khá là rẻ cô chú anh chị. Là cuối tuần tầm 30 đến tầm 40 đến 50 euro cho một người và được ăn rất là nhiều món thoải mái như thế này, và còn có cả súp cua nữa, súp cua nguyên cả cái con cua càng cua ở trong luôn. Súp cua thì nguyên cả cái con cua như cô chú anh chị ạ, rất là ngon luôn, đậm vị. Còn đây là hải sản sau khi mà thủy chọn và người ta đã chế biến và mang đến tận bàn cho mình thì nó rất là ngon và tươi, nhưng mà cái nước chấm thì nó không ngon bằng nước chấm hải sản của Việt Nam mình ở Việt Nam rồi. Tại bên này họ sẽ làm cho hợp khẩu vị cho cả những cái những người khách Tây nữa. Em muốn thì ăn xong rồi, bây giờ ăn kem thôi. Kem ăn thịt nữa nha. Đây là có khách đến phục vụ cắt thịt ngay tại bàn của chú anh chị. Thì kiểu như tái xiên như này cho mình cắt tại bàn. William, vá rồ. Con muốn đi thì chờ bộ. Muốn ăn trái cây. Ăn thịt xong rồi ăn trái cây nhỉ. Ở đây còn có cả thịt kangaroo và thịt tuần lộc nữa. Em Bon thì ăn xong lo chơi với hai bạn, các bạn chơi ở đây rồi. Còn em Moon thì rất là ăn rất là ngon luôn. Và em Moon thích ăn thịt và thích ăn trái cây nữa. Còn kiểu rất là làm theo bố mẹ, muốn học theo rất là nhanh cô chú anh chị ạ. Ăn xong thì nhà Thúy lại lên đường đi về. Ở đây là cái khu trung tâm của thành phố, cũng là cái trạm chờ xe buýt, nhưng mà nhà Thúy sẽ đi ra để đi tàu về như hồi nãy. Và những cái tòa nhà ở đây được xây từ lâu đời rồi, và ngay cả những cái đường đi cũng vậy, cho nên là họ cũng ít có cây xanh hơn những cái khu xung quanh. Tại vì lễ cưới của người Việt mà lại tổ chức ở nhà thờ, cho nên Thúy cũng muốn mặc áo dài cho nó trang trọng đó, cô chú anh chị cũng là người Việt Nam nữa. Và áo dài thì mang qua cũng rất là nhiều. Hiếm khi mà có dịp mặc, thế là hôm nay mới lấy ra mặc. Em Moon đã ngủ say rồi, tại vì lúc trưa không chịu ngủ trưa mà. Còn mỗi em Bon thức và chơi với bố trên đường về như thế này. Em Moon thì nằm yên trong xe luôn. Bon biết nãy chơi nóng quá vứt áo khoác ở đâu. Bây giờ còn mỗi cái áo trong và áo ghi lê. Tóc thì không cho Thủy cắt, cho nên bây giờ vẫn kiểu bị lẹ một chút xíu ở trán. Yuri thì không thích sống ở thủ đô Helsinki tại vì nó đông đúc chật chội vì ồn ào náo nhiệt quá. Và Thúy cũng chịu thích những cái nơi bình yên, và mặc dù cái thành phố ở sát Helsinki nhưng mà cả nhà thấy là rất là nhiều cây xanh và kiểu bình yên hơn rất là nhiều. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo. Cả nhà hãy chia sẻ video, đăng ký kênh ủng hộ nhà Thúy, Yuri, Embon, Emun ạ. Đau lắm mới có một ngày lên thành phố, ăn rồi toàn đi rừng thôi.